À, chào chị. À, đi đâu hả? Vô nhà nội hả? À, vậy hả? Này đám giỗ. Ừ. Ờ, thôi được rồi, được rồi, được rồi. Vô ngồi hả? Trời ơi, mời mời cô vô ngồi chứ sao kêu vô ngồi vậy? Ôi trời nắng quá, thôi ngồi trong đó đi chị. Dạ. Em ghé trở lại thăm gia đình á, có mọi người có cho ít tiền à, đưa cho chị để dành lo cho bé. À, rồi anh đi đâu rồi? Anh dạ, đi làm mới về. Đám dỗ mà cũng đi làm hả? Dạ, anh đi làm chứ đâu có nghỉ đâu. À dạ, vậy. Chị, anh đi về trước. Dạ, mới về. Về, đi đâu rồi? Về đi đâu rồi? À vậy hả? Rồi rồi thôi khỏi khỏi kêu bé về chứ, để cho ai ẩm được. À, ghé chủ yếu là ghé thăm rồi đưa cái tiền cho chị thôi. Ai vậy? Ai vậy? À, hôm nay em trở lại thăm gia đình á, thì có mấy nhà hảo tâm có gửi tặng cho mình được cái số tiền là 17.940.000. À, thì em làm tròn thành 18 triệu luôn. Rồi em nó đi kêu cha nó đúng không? Ừ, rồi em đọc tên danh sách của mấy nhà hảo tâm á, rồi đưa tiền cho chị nha. Rồi để em xíu đi. Để đây cũng được. Đấy. À, cụ thể là có anh Hiếu ở quận 2 là tặng 500.000. Chị em Nguyễn Lê Thảo Dung, Nguyễn Lê Thanh Dung ở Ba Tri tặng 500.000. Anh Thái Thế Kiệt ở quận 8 tặng 300.000. Bé Anh Thư ở Quảng Nam tặng 500.000. Cô Mai Lan, cô Diệu Tiên ở Úc tặng 2 triệu đồng. À, bạn Khang ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh tặng 300.000. À, bạn Châu ở Sài Gòn tặng 300.000. À, anh Long ở Mỹ tặng 100 đô là được 2.330.000. Chị Thu ở California của Mỹ tặng 100 đô là được 2.330.000. À, chị Nga ở Canada tặng 100 Canada là được 1.890.000. À, cô Từ Tâm Hành, cô Trung Tâm ở bên Mỹ tặng 200 đô là được 4.660.000. À, và chị Tường Vân ở bên Mỹ tặng 100 đô là được 2.330.000. À, tổng cộng cái số tiền là 17.940.000 thì em làm tròn thành 18 triệu. Đó. Rồi chị, à, chắc để vợ em đếm chứ ha, rồi có gì đưa cho chị nhé, tại vì chị đang bằng em bé á. À, rồi rồi em đếm đủ rồi đưa cho chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Đủ 18 triệu. Rồi đủ rồi chị ha. À, à, đây em đếm đủ 18 triệu. À, đúng rồi đó. Chị cảm ơn tất cả mọi người ủng hộ cho gia đình, rồi cất để dành mà lo cho bé ha. Dạ. Hôm bữa chị nói đi em đi bệnh viện chưa chị? Và bé đi chưa? Chưa đi. Hôm bữa thứ tư. À, đi hôm bữa thứ tư rồi. Vậy đi lên bác sĩ thì kêu xét nghiệm máu, kiểm tra gan, kiểm tra thận. Thì bác sĩ cho tôi thuốc ra ngoài mua thuốc uống. Thì bác sĩ nói chừng nào hết thuốc cứ đi lấy thuốc để uống. Ừ, rồi vậy thôi chị cất tiền cho cẩn thận nha. Dạ, cất tiền rồi để dành lo cho bé. Ừ, để dành lo cho bé. Rồi vậy thôi. Đi rồi thôi. Xe cẩu gì mà nói ai gỡ xe cẩu gì đó. Ai cho nó xe hả? Dạ, Út nó mua cho nó thì gỡ ra gắn vô chơi nó chơi liền xem nó nói vậy. Hôm bữa giờ mừng thôi. Để Út nó đợi chừng nào người ta bán mới đem xuống mà mừng mới đem xuống cho hồi chuyển qua. Dạ. Rồi vậy thôi em chào chị ha. Dạ. Ừ. Chào chị, em cũng cảm ơn. Chào cô. Chú đâu rồi cô? Thôi cô. Khỏi cần điện. Hả? Con hỏi thăm vậy thôi à, ra đi. À, biết sao không? À, mới làm cách mời dần cái đi ra đi kêu công cô thợ á. Dạ, thôi cô ra đây đi. Khỏi cần kêu chú chi. Con ra thăm có người cho 500.000 con đưa cho cô mà. Đưa cô được, đưa chú cũng được, chứ đâu có kêu chú chi để chú đi làm. Dạ, mời dần nghe.
À vậy hả? Mới sửa nhà lại đó hả? Bốn á. Hồi lá 1 triệu mấy luôn á. Cái này ai cho vậy cô? Cái băng nhóm người hồi mình bé đó đó. À. Thì xin. Dạ. Chạy bữa điện xuống đi. Phụ xíu xin, phụ xin chút điểu đi. Cho bà chút xíu cảm ơn gì á. À. Làm thiết kẹt tiền quá. Cho được nhiêu tiền? Cái nóc nè. À cho cái nóc này đó hả? Ừ. Cô nói là băng nào ta? Băng... không biết trong mạng mình á. À vậy hả? Coi trong mạng á, bà coi được. Bà coi mạng á. Vì tôi nói cái máy điện thoại cờ bắp không dạ thôi coi được cho được thì cũng mừng ha, cho để sửa lại cho đỡ mưa đỡ dột. Dạ 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 đến quay xin chút xíu rồi dạ ủng hộ cảm ơn gì á rồi thôi cái bên đó vì sao à. Dạ thôi cái chuyện đó con cũng biết nè. Hôm nay con ghé thăm cô thì có hai chị em Nguyễn Lê Thảo Dung và Nguyễn Lê Thanh Dung ở Ba Tri của Bến Tre mình á, có tặng cho cô chú 500.000 đó. Đây dạ con đưa cho cô nha. Dạ cô cảm ơn hai em đó được rồi. Dạ chị có nói lời cảm ơn hết ha, ba người chú đi chào chú nữa phải cảm ơn thôi, cảm ơn con chị. Mới rồi có về có bên đó có được 18 triệu. Có không? Có mới cho 18 triệu nữa hả? Dạ thì thôi cho để lo cho bé cũng tội. Ôi, ngon mình nó chứ. Thôi kệ đi. Dạ con gì thà ăn chút mai ngon ta nữa không 25 triệu rồi nay nữa 18 nữa. À vậy hả? Dạ thôi kệ đi thì có tiền đi khám bệnh bệnh tội. Bận áo đẹp không cho. Dạ tụi con nhớ con chào ông bà. Dạ, con chờ ông bà đi bệnh viện cho nên con gọi có ở nhà không? Dạ mới về mấy ngày. À vậy mới về luôn. Dạ. À, đi bệnh viện như đi chờ vậy đó. Dạ. Dạ thôi ông bà vô nhà đi, dạ. Con vô. Dạ. Dạ thôi, được rồi đừng có nước dừa nữa ông bà ơi, con ghé thăm ông bà xíu con đi à. Dạ, dạ. Ông bà uống sữa chưa? Dạ, dạ. Tôi nói cho chú nghe. Uống rồi một hộp còn một hộp cũng bị. Thôi bà ơi. Đem bán hả? Ông đem bán thằng lấy tiền thêm thằng hộ khi nào vô bệnh viện không có thuốc đó. Dạ. Thôi đi bán chi hộp sữa đó có mấy trăm ngàn à? Vô đây. Dạ. Uống đi hai ông bà uống đi chứ dạ. Nếu mà đem đi bán lần sau người ta không cho nữa đâu. Tại tôi nói. Con biết rồi, con biết hạ tiền rồi nhưng mà đừng có đi bán người ta cho mình thì mình uống cho nó dạ. Có sức khỏe. Ông ngồi đi, ông ngồi xuống đi. Chú nói vậy thôi. Để cho uống. Dạ. Uống hết một hộp rồi. Ông uống. Ngăn, rồi. Nó vô, nó vô. Rồi bán uống hả? Không có uống mà uống ít. À, dành cho ông hết không? Dạ. Thương dữ bệnh, vậy. Tôi bệnh mà tôi té hôm đó tôi gãy tay nè. Dạ. À. Trời ơi. Ông bệnh nhiều hơn tôi. Dạ, ông bà ăn cơm chưa? Dạ ăn rồi. Dạ. Dạ. Ừ. À, hôm nay con ghé con thăm ông bà thì mấy nhà hảo tâm có cho ông bà ít tiền á để dành mà chữa bệnh rồi mua đồ ăn đồ uống á. À, con mang xuống cho ông bà để ông bà có tiền xài. Dạ chứ để lâu rồi ông bà không có tiền. Được 7 triệu ông bà. Dạ. Tôi đi bắt ốc hay rau mà tôi té gãy tay 2 lần đó chú. Dạ. Trời khổ lắm chú ơi. Ừ. Tôi đi quá trời, trời ơi, làm được có 7 triệu. Bệnh viện á, giờ lắm thuốc về nè. Dạ. Thuốc sao đừng có nói tới. Dạ. Thuốc. Ôi trời ơi, thuốc gì có đùm đùm gì vậy. Ông bà mới đi bệnh viện về luôn ha. Dạ. Dạ, đi nằm mấy ngày không? Hay là đi lấy thuốc thôi? Tuần lễ. Đi tuần hả? Dạ. Ôi dạ. Có khi 10 ngày nữa. Dạ, cho hơn nguyên bao thuốc dự vậy bà? Dạ. Cái đó ổng. Trời ơi chú ơi, tôi ngủ dưới gạch không rồi chú. Dạ chú. Cái người mà hảo tâm đó. Dạ. Người ta đem mùng, đem mền, đem gối. Cho trong bệnh viện hả bà? Không, không có ở. Ở xã nè. Dạ. Ở xã. Để cho người ta thấy mình vậy đó. Dạ. Cho chút xíu thì cứ trải dưới gạch đi ngủ. Ừ. À rồi thôi để con đọc cái tên của mấy nhà hảo tâm người ta cho ông bà tiền đi rồi con đưa tiền cho ông với bà đã rồi nói chuyện thêm ha. Dạ. Dạ. Mừng quá chú ơi. Dạ. À có anh Hiếu ở quận 2 gửi cho 500.000. Dạ. À chị Lan Chi Nguyễn ở bên Mỹ gửi cho 50 đô là được 1.165.000. Dạ. Cô Mai Trinh ở bên Mỹ gửi cho 1 triệu đồng. Dạ. À, một cái bạn ở Bình Chánh gửi cho 200.000. Dạ. À Nguyễn Nghĩa Ni Chula, Nguyễn Nhật Nathan và Nguyễn Như Nomen
là ba người này ở bên Mỹ gửi cho 100 đô là được 2.330.000. Cô Nga ở bên Mỹ gửi cho 1.000.000. Bạn Phương Thảo ở Hà Nội gửi cho 500.000. Và anh Thái Thế Kiệt ở quận 8 gửi cho 300.000. Tổng cộng cái số tiền là được 6.995.000, con làm tròn thành 7.000.000. Trời, chú bỏ vô hả? Đâu có 5.000 đồng mà. Đây, con đưa cho bà này. Bà coi đủ không dùng con? À, bà cầm đi. Dạ, không, coi dùm con. Ông cầm được, coi dùm con đủ không? Chứ có điểm gì đâu, coi dùm con. Không có phiền gì hết đó bà. Dạ, ông coi dùm đủ dùm con có cái. Dạ, coi dùm con cái. Dạ, con nhờ coi dùm ấy, coi đủ tiền thôi chứ không có sao hết. Dạ, đúng rồi, con biết rồi. Không sao đâu bà. Bao nhiêu tờ ông? 14 tờ. 14 tờ đúng rồi, 14 tờ là 7.000.000 á. Dạ. Mỗi lần bệnh cái chạy lại hàng xóm mượn tiền. Dạ. Đi xe, không có tiền. Rồi ông bà cất cái có chút tiền cũng không được nhiều lắm nhưng mà bao nhiêu là mừng muốn chết rồi còn tốn ngủ không được luôn. Dạ, thôi ông bà cứ để dành đi mà xài. Tôi nhờ chú mà chú cho tôi sự sống kéo dài. Dạ. Chứ thôi là không sống lâu không. Ừ, ông bà nhớ là uống hộp sữa đi nha, đừng có bán nữa nha. Dạ. Ai suy nghĩ nói họ làm gì có tiền thôi ấy, đặng khi không có tiền mua thuốc á. Dạ. Cái thuốc mà ông cũng chịu mà trong nhà thương không có. Dạ. Hồi đó có 7.000.000 để dành mua thuốc từ từ. Cảm ơn bà xã quá trời. Dạ. Mưa nắng lâu mà bà rồi không uống nước không gì sao. Dạ được rồi. Rồi vậy thôi con thăm ông bà cái vậy thôi con đi. Dạ. Rồi con chào ông bà nha. Là cái gì tôi mới nhớ tối ngày tôi cứ tối tôi ngủ tôi nằm tôi cũng mơ cái vụ chú. Trời ơi, mà chú đi về chú có biết đường đi ra ngoài đi đừng có đi xuống dưới xã đó nữa mà đi ngang cầu này đi chạy thẳng ra ngoài băng qua cầu luôn hả? Dạ, băng qua cầu, băng qua cầu ra đó. Đó. Thì băng qua cầu rồi đi sao? Trời ơi, thôi thì chỉ đường thẳng nó cũng ra ngoài đường phát điều công an tỉnh. Dạ vô đi cô. Rồi được rồi thôi con ghé thăm ông bà cái là con đi nha. Dạ dạ thôi. Dạ, dạ, chú dữ lắm. Dạ. Chứ đi xuống dưới dòng gió trong quá sao có cái đường đó, đường thẳng nó chạy thẳng ra lộ lớn nó ra tỉnh luôn.